Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển 49 phẩm hạnh Phổ Hiền thứ 36. Bồ Tát Phổ Hiền dùng hạnh nguyện văn danh nên cho nên xưng là Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Do đó, đức khắp pháp giới là phổ, trí thuận điều thuận là hiền. Ngài là một trong Hoa Nghiêm Tam Thánh, ở giữa là Phật Thích Ca Mâu Ni, bên trái là Bồ Tát Văn Thù, bên phải là Bồ Tát Phổ Hiền. Hai vị Bồ Tát này trợ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa chúng sinh, Bồ Tát Văn Thù ngự trên con sư tử, Bồ Tát Phổ Hiền ngự trên con voi trắng. Bồ Tát Văn Thù chú trọng về trí huệ, Bồ Tát Phổ Hiền chú trọng về định hạnh, đại biểu cho Đại Thừa. Phật giáo là giáo tri hành hợp nhất, do đó có câu tín giải hành chứng. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền nương đại oai thần lực gia bị của Đức Phật Thích Ca mà đối với chúng Bồ Tát Pháp Hội Hoa Nghiêm diễn nói pháp môn tu hạnh Bồ Tát Phổ Hiền. Phẩm này thuộc về phẩm thứ 36. Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng các Đại Bồ Tát rằng, Phật tử như ở trước đã nói, đó chỉ là tùy căn cơ của chúng sinh mà lược nói ít phần cảnh giới của Như Lai. Khi nói xong phẩm 35 rồi, chuẩn bị nói phẩm 36, vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, Ngài là Đại Bồ Tát trong các Bồ Tát, Ngài nói với đại chúng các Bồ Tát trong Pháp Hội Hoa Nghiêm rằng, các vị đệ tử của Phật, như công đức ở trước đã nói, đó là tùy thuận căn cơ của chúng sinh, mà lược nói chút ít phần cảnh giới của Như Lai. Tại sao chư Phật Thế Tôn vì các chúng sinh không có trí huệ làm ác, tính toán cái ta và của ta, chấp trước vào thân điên đảo ngu si, tà kiến phân biệt, với các ràng buộc luôn cùng tương ưng theo dòng sinh tử, gia đạo Như Lai, nên Phật xuất hiện ra đời? Do nhân duyên gì mà chúng sinh làm việc điên đảo, vì chúng sinh ngu si, chẳng nghe lời dạy của thiện tri thức. Thiện tri thức dạy họ sinh tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, nhưng họ chẳng nghe lời, ngược lại chẳng tu giới định huệ, chuyên dùng tham sân si. Mười phương tất cả chư Phật Thế Tôn xem thấy chúng sinh không có trí huệ, chuyên làm việc điên đảo nghiệp ác, đối với tất cả sự vật tính toán đây là ta, kia là của ta, chấp trước vào thân, rất chiếu cứ đến thân, lại sợ nó đói, lại sợ khát, sợ nóng, sợ lạnh, xem nó như là bảo bối, vì quá chu đáo cho nên làm việc gì cũng đều điên đảo, biết rõ chẳng đúng vẫn cứ đi làm, biết là chân lý vẫn muốn ngu si, biết rõ Phật pháp là không thể nghĩ bàn mà chẳng chú ý học tập. Đối với chân lý của Phật nói thì hoài nghi không tin, cho rằng chẳng phải là chánh pháp, dùng tà trì tà kiến để phân biệt thì làm sao mà thoát khỏi ba cõi. Do đó bèn cùng với tất cả sự ràng buộc, ái sân mạn vô minh, thấy chấp nghi kỵ phẫn, chín cái ràng buộc cùng tương ứng với nhau cho nên không được giải thoát, do đó mà lưu chuyển theo dòng sinh tử, giống như sóng trong biển, sinh rồi chết, chết rồi sinh, vĩnh viễn không ngừng. Do đó mà lìa khỏi giáo đạo của Phật, ngày càng xa, ngày càng mê. Do nhân duyên đó cho nên Phật mới xuất hiện ra đời để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ bỏ mê về giác, chấm dứt sinh tử. Phật tử, tôi chẳng thấy một pháp nào lỗi lầm lớn bằng các Bồ Tát đối với Bồ Tát khác khởi tâm sân hận. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, tôi chẳng thấy một pháp nào lỗi lầm nghiêm trọng lớn nhất bằng các Bồ Tát đối với Bồ Tát khác sinh tâm sân hận. Tại sao? Phật tử, vì nếu các Bồ Tát khởi tâm sân hận với Bồ Tát khác, tức thành tựu trăm vạn cửa chướng ngại. Tại sao các Bồ Tát chẳng khởi tâm sân hận đối với Bồ Tát khác? Các vị đệ tử của Phật, nếu như có vị Bồ Tát đối với Bồ Tát khác khởi tâm sân hận, thì sẽ thành tựu trăm vạn cửa chướng ngại.